Ok, hello xin chào tất cả anh em đã trở lại với video của Duy Khải Gaming nha. Ở video này thì Khải vừa chuẩn bị tạo được cái áo này em ơi. Khải vừa tạo được cái áo nói chung là khá ok, áo thổ nó Khải so cho anh em xem. Đây, Khải đang mua đây anh em ơi, thành đô ván ngựa. Nói chung áo này cũng tầm trung mà hơn cái áo Khải đang mặc anh em. Nên là Khải mua ngay anh em ơi. Được cái là sinh lực cao là Khải xuất ngay anh em ơi. Đây, là Khải cho anh em so cái áo này. Áo hồi thổ nha anh em. Phục hồi 40. Khăn băng, thời gian động và sinh lực 130 mấy. Nói chung là con lôn Khải mang là quá đẹp luôn em ơi. Đó, với thì da 3 kim. Quá chắc như nước cốc nè. Áo này quá đẹp nè em ơi, sinh lực cao. Chung là áo này gọi là tầm trung nè. Tầm này là ok, không cần quá nhiều. Nhiều thì server chưa có nè em ơi. Rồi ok, mặc luôn em ơi. Mặc luôn em ơi. Đó. Trời ơi, này mang cái phòng nó ok. Đó, ok. Ok anh em nha, lúc nãy thì Khải vừa nhặt được cái nỏ này nè em ơi. Nỏ hút nỗ lực 7, tí nữa cái gì đỡ ra bán luôn. Ok, đó, quá chắc là em khoe cho anh em mua cái áo này em ơi. Chung là áo đẹp nên là Khải mua liền anh em ơi. 3 kim thì xúc ngay. Đó, sinh lực 130. Da chiền. Đây sẽ đồ, Khải sau này sẽ đồ cho anh em xem luôn. Nón, vũ khí nô 1. Đó, cây đao nô 1 server. Đai lưng 530. Nhẫn 530. Nhẫn trên kháng họ chón. Giày, nói chung là có một số đồ đỡ sắm thêm anh em, giày nữa. Nói chung là đủ móc được khăn lôi. Đó. Được móc là được thời gian nhúng độc là 50, thời gian 560 và thời gian chón 50 nha anh em. Nó cỡ này đánh thống kia quậy bay nóc luôn em ơi. Ok, anh em đang xem clip này thì ủng hộ Khải video sắm đồ này, một like, một chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Ok, hẹn anh em tối nay 19 giờ tối nay khoảng hơn 2 tiếng là chúng ta sẽ gặp lại nha anh em ơi. Ok, bye bye anh em.